tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là bộ điều hòa chạy điện 24V mẫu mới năm 2022 đến 2023. Với cái bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em thì nó đầy đủ này, cả dàn nóng, dàn lạnh. Đây là cái cục nóng của nó nha anh em nhé. Đây là một thiết kế. Vỏ này của nó năm nay là thiết kế bằng vỏ nhựa này. Đây là quạt dàn nóng của nó này. Anh em chờ em một chút. Đây chính là cái dàn nóng của nó đây. Dàn nóng với cái đời này thì anh em nhìn này. Đấy, cái này nó là da bích phin liền luôn. Đó. Và dưới đây là cái lốc của nó này. Đây là cái cục lốc của nó này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đây là hai cái mặt bích. Đấy. Trong cái bộ này thì tất cả đường ống về đã đầy đủ hết rồi. Anh em về chỉ việc lắp đặt là xong. Đấy. Cái bộ mặt lạnh này thì nó sẽ được bao gồm một cái van tiết lưu để ra đầu co chờ sẵn này. Và đây chính là cái điều khiển. Khi là anh em dùng thì mới cho cái pin này vào nhá anh em nhá. Đấy. Tăng nhiệt độ, hạ nhiệt độ. Và đây là cái để mở này, mở xó này. Đây là bộ dây điện của nó này. Và đây là bộ ống của nó. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái combo bộ điều hòa 24V. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.